Thưa quý vị, chương trình khởi nghiệp của VTC16 từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy cho những nông dân muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Thế nhưng mà điều đáng quý hơn đó là từ sự hướng dẫn của các chuyên gia thì nhiều nông dân còn tự mày mò và sáng tạo trong chính công việc của mình. Vâng, đúng là như vậy. Chính bởi vì thế mà không ít lần các phóng viên của chúng ta cũng như là các chuyên gia đều phải trầm trồ trước cái sự sáng tạo, những thành quả của những người nông dân đấy ạ. Và để minh chứng cho điều này thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng về với xã Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam để tham quan mô hình của một lão nông, người có phương châm rằng chỉ cần làm chủ được kiến thức và khoa học thì thành công nhất định sẽ đến. Sinh ra và lớn lên tại vùng thuần nông, ông Hoàng Văn Thanh đã chăn nuôi gà được 10 năm nay. Dù chăm chỉ, chịu khó, nhưng với hạn chế về kỹ thuật và câu chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa luôn quẩn quanh, khiến ông Thanh lâm vào cảnh bế tắc. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi nhờ một chương trình truyền hình trên VTC16. Chúng tôi xem ở các cái chương trình VTC16 thì là thấy rằng là có nhiều những cái mô hình mà do chương trình khởi nghiệp của VTC16 giúp cho người nông dân làm chủ được khoa học kỹ thuật, tức là người chuyên gia đã cầm tay chỉ việc cho người nông dân để biết được cái cách chăn nuôi, biết được cái cách phòng trị bệnh, thì chúng tôi thấy rất là hay, tâm đắc lắm. Trở thành nhân vật của khởi nghiệp hơn một năm trước, ông Thanh được các chuyên gia tư vấn từ việc xây dựng chuồng trại, lựa chọn con giống, cùng với đó là quy trình chăn nuôi an toàn và bài bản. Đến nay, ông đã có một khu chuồng trại chăn nuôi gà quy mô và cũng từ khởi nghiệp, ông lại có những sáng tạo của riêng mình. Chỉ một thao tác nhanh với chiếc quây tự chế như thế này, công việc bắt gà của ông Thanh trở nên rất đơn giản. Qua cái quá trình theo dõi nhiều cái chương trình khởi nghiệp ở trên VTC16 ấy, thì tôi thấy nhiều các nông hộ bắt những con gà để kiểm tra rất là khó khăn, đúng không hợp lý. Tôi nghĩ ra cái cách là làm như là cái bàn lề cửa này này. Đúng rồi. Thế là cứ gấp đi đâu gấp vào đấy, thì con gà cứ mình lừa một cái lượng vừa phải theo ý muốn của mình vào, thế xong gặp nó lại. Thì coi như nó bị quây ở trong đó. Có cái quây gà là mình sẽ đáp ứng được cái cân một cách chuẩn nhất của cái đàn giống. À. Cái quan trọng thứ hai nữa tức là khi mình lùa như vậy thì nó sẽ không gây cho mấy con gà nó bị stress. Từ một người chưa có kinh nghiệm chăn nuôi, đến giờ ông Thanh đã có trong tay quy trình chăn nuôi gà an toàn và bài bản. Đàn gà khỏe mạnh có lẽ là minh chứng lớn nhất cho việc áp dụng những kiến thức từ chuyên gia khởi nghiệp. Nếu mà như bây giờ có chuyên gia thì chúng tôi rất là yên tâm. Cái việc mình đầu tư ra là nó cũng không lo lắng như trước kia nữa. Với 1.500 con gà đang sắp đến thời điểm xuất bán, dự kiến mang lại cho ông Thanh doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Ông luôn quan niệm rằng khi đã làm chủ được kỹ thuật và có quyết tâm về việc chăn nuôi an toàn, khoa học thì thành công sẽ tới trong một ngày không xa.